Xin chào mọi người ha. Hôm nay em khui Panasonic, em báo giá cho mọi người cái Panasonic SZ5 này nha. Cái con này thì nó nhẹ, chỉ có 8 lạng rưỡi thôi, rất là nhẹ. Cái dòng này thì người ta nói là hãng nói là đứng chịu nặng tới 100 kg luôn á mọi người, đứng lên là không có bị móp, bị trầy, không không bị móp nha. Còn trầy thì máy qua sử dụng rồi nên có trầy nè mọi người. Tại vì nhà mình là xách tay từ Nhật về đây nè, nếu mà nhìn theo cái hướng này thì mình sẽ thấy rõ được cái vết xước lông mèo rất là nhẹ, còn nhìn nó mà nhìn nghiêng nghiêng bóng bóng thì không thấy đâu mọi người ha. Đây nè, có vết xước trước rất là mờ mờ. Thì cái dòng này về nó hiếm khi nó đẹp lắm, thường thường ở bên Nhật em nghĩ là người ta xài nhiều, sử dụng nhiều cho nên là, hoặc là với lại cái mọi người thấy cái đường á, cái mẫu máy này á, cái đường nó nhô lên như vậy cho nên là máy nó cũng rất là khó để gặp được cái máy đẹp không mọi người ha. Đây, cái viền của nó cũng đầy đủ ngõ kết nối. Chỗ này thì có mòn, nói chung là mũi mòn hay là hơi xấu hay ngoại hình như thế nào mình sẽ báo giá đầy đủ theo cái cấu hình của nó luôn nha mọi người. Rồi xấu đẹp như thế nào mình cũng có báo hết. Đây ha, ngõ USB HDMI rồi nè. Nhẹ lắm nha mọi người, chỉ có 8 lạng rưỡi thôi. Cái dòng này thì có một số người rất là quý, thích cái, họ rất là chuộng cái dòng này, cái chợ chuộng cái dòng này nha mọi người. Màn hình của con này là màn hình Full HD, nó còn hơn cả Full HD nữa, mình sẽ view cho mọi người thấy nè. Ví dụ như bình thường của mình là nó Full HD thì nó là 1920 x 1080, còn cái này là 1920 x 1200, là nó Full HD cộng luôn mọi người, cho nên nó là cái độ cái độ sao ha, cái độ mịn nó rất là cao. Mình ví dụ như khi mà mọi người bấm YouTube để mình xem phim, xem 4K, xem rõ là nhìn nó mịn như điện thoại của mình, nó rất là đẹp. Màu cũng rất là ok luôn. Con này thì màn hình 12.1 inch. Em sẽ bấm cái cấu hình cho mọi người xem. Đây, con này chạy SSD là 128GB nha mọi người. Cái bảng này nè là SZ5 i5-6300U, RAM 4GB. Bây giờ mọi người nhớ giúp cho em nha, i5-6300, RAM 4 và SSD là 128. Cái bản này em báo giá cho mọi người cái tình trạng máy như vậy là 3,5 triệu. Màn hình đẹp, không có bị đốm màn, không có gì hết, màn hình rất là đẹp. Và pin bao cho mọi người trên 2 giờ nha mọi người. Pin thì ok, nói chung là dòng Bana này pin rất là ok, đa số là 3-4 giờ hết. Nhưng mà bán thì em cứ bao trên 2 giờ. Theo cái quy tắc em hay bán hàng á, nhiều máy khác nhau em cũng đều báo là trên 3-2 trên 2 giờ hết trơn á mọi người. Nay đang bị khan tiếng cho nên là view nó không có, nói không có được rõ, mọi người thông cảm ha. Đây nha mọi người, máy kèm sạc zin, sạc zin của Bana về. Máy rất là nhẹ gọn. Thực sự ra nếu như mà những ai mà đã từng thấy đã fan của Bana thì nhìn cái máy rất là thích. Còn mà đã không fan nó thì thật sự nhìn cái máy rất là chán luôn, không hiểu tại sao nó xấu như vậy. Đó là thật sự luôn, có nhiều người vừa mới đưa cái máy kêu máy sao giống đồ chơi con nít, nhưng mà cầm lên nhẹ mình rất là bất ngờ, mình giật mình, cứ tưởng rằng nó là cái mô hình thôi. Tại vì mọi người nghĩ thôi, nó có 8 lạng rưỡi à, nó rất là nhẹ, nhưng mà nhìn cái máy thì nó lại dày kiểu vậy. Nhưng mà nó nhẹ lắm nha mọi người, nó làm bằng hộp kim nhôm và ma nhê, siêu nhẹ. Cái dòng này là siêu nhẹ, siêu lý tưởng nhẹ để mà xách đi lại rồi làm việc rồi vậy á mọi người. Lúc xuất xưởng nó rất là đắt. Đây ha, em cũng có về nhưng mà nó tùm lum, nó không phải là SZ5 không. Đợt này thì nó có nhiều SZ5, nó cũng có những cái màn, những cái mẫu khác có mẫu lớn nữa. Thì cái đó thì em sẽ giới thiệu sau. Còn hiện tại thì đây mọi người ha, SZ5. Cấu hình, ngoại hình như em nói, RAM 4 SD128SZ5. Màn hình rất là đẹp, Full HD. Đây này, chỗ này nó có mòn này, nó mòn hoặc là nó xấu chỗ nào thì em sẽ báo cho mọi người. Thường thường cái này về nó không có được đẹp đâu mọi người. 3,5 triệu. Chỉ 3,5 triệu thôi, một cái máy xài ổn định. Em nghĩ là cái cấu hình như thế này và cái máy rất là đặc biệt như thế này thì cái giá đó cũng rất là ok á mọi người. Có thể là mình ra quán cà phê, mình đọc báo, mình ngồi cũng rất là hay. Nhiều người vẫn còn chưa biết tới những cái dòng máy như thế này, cầm cái máy rất là vui luôn. Gọi là cái máy đọc á, cho thích cho những bác nào mà hàng đọc như vậy ha. Rồi em cảm ơn mọi người nhiều. Ai chốt thì liên hệ em với cái mã số này nè, 51240. Thật sự cái mã này cũng không quan trọng, tại vì là em đã quay rõ ràng hết rồi. Nhưng mà em quay như vậy để mọi người khi mà về thì
Mình sẽ để ý luôn cái máy này, và khi mà em gói hàng cho mọi người em cũng để ý cái mã này em gói cho nó dễ ha mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn mọi người đã xem video của em. Hôm nay cuối tuần, chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.